chuyến hành trình bắt đầu bằng một cơn mưa rào, nhưng rất may sau đó trời đã bắt đầu hứng nắng và chúng mình có thể đón được bình minh ở ngay trên xe. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là mùa hoa tường vi, dọc đường đi đâu đâu cũng có thể thấy hoa tường vi nở rộ. Vì bọn mình đi vào lúc 5 giờ sáng nên tạt qua trạm nghỉ lấp đầy bụng trước đã. Đây là bát mì udon cùng với chả cá, vì đang đói nên ăn rất ngon. Nạp đầy năng lượng, hành trình tiếp tục và chẳng mấy chốc chúng mình đã đến đảo Co Che. Điểm đến đầu tiên là hang động Tongkul, là điểm cuối cùng ở phía nam của đảo. Trên đường đến hang động tha hồ ngắm những khung cảnh biển tuyệt đẹp ở bên ngoài nhé. Bọn mình đã đến nơi, vừa mới đỗ xe và bây giờ là đang trên đường đi ra hang động Tongkul. Chỉ cần đi theo vạch chỉ dẫn màu vàng ở dưới đường là chúng ta có thể đến hang động. Hang động Tongkul gồm có 3 hang nằm ở ngay sát biển. Chỉ cần đứng ở cửa hang và chụp ảnh thôi là sẽ có những bức ảnh đầy sáng tạo. Điểm đến tiếp theo là đồi gió Windy Hill. Bên trái bãi đỗ xe là nơi thuê cano cho những bạn nào thích trải nghiệm. Và giờ thì chúng mình cùng lên cầu để đi lên đồi gió nhé. Tiếp theo, chúng mình vào tiệm cà phê ở ngay phía đầu cổng vào của đồi gió để tạm nghỉ. Tại đây, chúng ta có thể ngắm trọn khung cảnh của đồi gió bên dưới. Tiếp theo lịch trình là bãi biển đá đen Mông Tôn nổi tiếng ở đảo Co Che. Bãi biển Mông Tôn có làn nước trong vắt vô cùng đẹp. Tuy nhiên, trong đoàn có thành viên hơi mệt nên chúng mình quyết định đến khách sạn check-in sớm để nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều ra biển để trải nghiệm những trò chơi dưới nước. Bây giờ chúng mình sẽ đến bãi biển Topo, chỉ cách khách sạn hơn 3 km. Ở đây có khá nhiều trò chơi với những mức giá khác nhau và bọn mình quyết định chọn 3 trò. Giờ thì quay lại khách sạn để tắm, thay đồ và đi ăn tối thôi. Chúng mình chọn nhà hàng thịt nướng Mokumon để giải quyết bữa tối. Ăn uống no nê, chúng mình bắt đầu đi giặt và xịt khô quần áo. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta cũng có thể thư giãn. Giờ thì bọn mình đang trên đường đến pháo đài ven biển Maemisong. Và ngay phía đối diện cổng vào là bãi đỗ xe rất rộng. Xung quanh khu vực này cũng có khá là nhiều quán cà phê nữa. Ê, mấy thanh niên kia. Ui, nó trong mặt à? Chả biết đâu. Nó trong ngủ ấy chứ, nó trong ngủ ấy. Nó trong này. Hay.
Trên con đường nhỏ dẫn ra pháo đài ven biển có một vài tiệm bánh ăn vặt nhỏ xinh. Và những tiệm cà phê không chỉ bán cà phê mà còn bán cả những món đồ xinh xắn phục vụ cho việc chụp ảnh. Giờ thì chúng mình đang trên đường đến Busan. Và đây là cây cầu Kangali nổi tiếng, được xem như một trong những biểu tượng của Busan. Nhưng đầu tiên là phải ăn no bụng đã. Một trong những món ăn nổi tiếng ở Busan là thuê chi phục pạp, nên bọn mình đã thử món ăn này. Và với khẩu vị của mình thì cảm thấy hơi nhạt một chút. Mình đã đến Busan rất nhiều lần và lần này ghé qua Busan là vì tuyến đường sắt ven biển rất hot dạo gần đây đây. Bởi vì đi một nhóm 9 người nên thay vì chọn tuyến tàu trên cao với những màu sắc đa dạng mà các bạn thường hay check in thì chúng mình chọn tuyến tàu bên dưới để có thể ngồi đủ cả nhóm mà còn có cả điều hòa nữa. Tuyến tàu sẽ đi qua và dừng lại ít phút tại 6 điểm check in ven biển. Giá vé dành cho một người một chiều là 7.000 won. Giá vé cả đi cả về 2 chiều là 10.000 won. Còn với loại vé 13.000 won thì chúng ta có thể thoải mái xuống 6 điểm dừng để tham quan và check in. Chẳng mấy chốc mà đã đến điểm đến đầu tiên. Và giờ thì chúng mình đã có kinh nghiệm, đó là hãy ngồi tàu đến bến cuối cùng. Sau khi đi qua 6 điểm, chọn ra những điểm mà bạn yêu thích, sau đó khi ngồi tàu quay trở lại thì chúng ta có thể xuống và check in sau. Phía trước mình là bãi biển Sông Chong, cũng là điểm đến cuối cùng của tuyến tàu này. Nếu bạn nào yêu thích lướt sóng thì đừng bỏ qua bãi biển này nếu như đến Busan nhé. Và giờ thì qua bãi biển Kangali chơi trước khi trở về thôi. Chuyến đi sau nhé.